Xin chào các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, mình cho các bạn khủng long của mình đi chơi nhé. Cổ dài, khủng long ba sừng, khủng long tê đét và khổ long chạy nhanh. Hôm nay mình cho các bạn khủng long của mình chơi, khủng long nhiều gai cũng rất thích luôn. Lâu lắm rồi không cho các bạn đi chơi. Các bạn nhìn không, khủng long cổ dài của mình cao không? Cao to, khủng long cổ dài thích quá. Các bạn bảo các bạn đi tìm cái gì ăn đấy, thì bảo có bạn nào, bạn nhỏ nào rơi cái gì ở bãi này này, các bạn đi tìm xem có gì ăn. À, hình như các bạn khủng long của mình phát hiện được rồi. Đúng rồi, mình cũng nhìn thấy rồi các bạn ạ. Hình như đấy là gói bim bim của các bạn trẻ em đấy. Đúng rồi, gói này ăn được đấy, gói này chắc ngọt lắm. Đúng rồi, chắc gói này chắc ngọt lắm đấy. Xong mình lấy ra cho các bạn khủng long của mình xem có ăn được không nhá. Bạn khủng long ba sừng của mình cũng muốn vào lấy nhưng mà mình không cho lấy. Mình để mình lấy ra cho các bạn khủng long của mình ăn. Đây là gói bim bim da heo các bạn ạ. Gói này chắc ngon lắm, để mình bóc ra cho các bạn khủng long của mình thử nhá. Ồ, cái này phải bé thôi, cái này bé, cái này mỏng mỏng như da heo lợn luôn. Đúng rồi, mình cho con khủng long T-Rex của mình ăn nhá. Khủng long T-Rex chỉ ăn một miếng thôi, để cho các bạn khủng long khác thử nữa. Rồi, đây là khủng long cổ dài ăn. Các bạn khủng long cổ dài ăn, đòi ăn nữa nhưng mình không cho ăn. Đây là khủng long ba hai sừng, khủng long hai sừng cũng chỉ ăn một miếng thôi. Khủng long ba sừng cũng chỉ ăn một miếng thôi, vì khủng long ba sừng béo rồi mà, mình chỉ cho khủng long ít ăn thôi. Đây là khủng long nhiều gai này. Thôi, mình không cho các bạn ăn nữa. Nhưng các bạn vẫn muốn đi tìm bim bim nữa đấy. Thôi, mình cho các bạn đi chơi nhá. Xem các bạn có tìm được cái gì nữa không. Khủng long cổ dài bảo là thôi để mình đi tìm, vì khủng long lợi dụng cái cổ khủng long dài các mới tìm thấy được các bạn ạ. Khủng long cổ dài tìm đấy các bạn ạ, tìm xem có cái gì nữa không. Ô, hình như là khủng long heo cao cổ cũng đi tìm ấy. Ừ, mình nhìn thấy trứng khủng long, đúng rồi, nhưng mà mình không tìm trứng khủng long nữa, mà mình đi tìm quả bim bim. Các bạn bảo là muốn ăn bim bim. Khủng long ba sừng cũng đi tìm các bạn ạ. Mình nhìn thấy cái gì rồi các bạn ạ, không biết là các bạn khủng long của mình có tìm thấy không. Đúng rồi, mình nhìn thấy rồi. À, khủng long cổ dài của mình cũng tìm thấy kia kìa. Hình như lại là một gói kẹo nữa các bạn ạ. Không biết là bạn nhỏ nào đi qua đây làm rơi làm gói bim bim. Gói bim bim tăm sao các bạn ạ. Để
xong tí mình lấy ra cho các bạn khủng long của mình ăn nhá. Khủng long cổ dài bảo vào lấy nhưng mình không cho lấy, mình bảo là để mình lấy hộ. Rồi xong mình lấy ra cho các bạn khủng long của mình ăn thử xem thế nào nhá. Khủng long ba sừng cũng muốn vào lấy nhưng mà mình không cho lấy, mình bảo là để mình lấy hộ. Rồi bây giờ mình lấy ra cho các bạn khủng long ăn nha, các bạn ăn thử xem thế nào. Đây là đùi gà thơm cay các bạn ạ, cái gói này các em bé rất thích luôn, nó cay nhưng mà vẫn các em bé vẫn thích. Bây giờ mình bóc cho các bạn khủng long của mình ăn thử nhá. Bây giờ mình lấy ra cho các bạn khủng long của mình ăn thử nhá. Cái kẹp bim bim này là hình chữ tam các bạn ạ. Đó là đùi gà thơm cay. Mình thử bóc ra cho các bạn khủng long của mình ăn thử nhá. Xem có ngon hay không. Các bạn khủng long chắc rất thích đây. Bây giờ mình bóc ra. Mình bóc ra cho bạn khủng long cổ dài của mình ăn thử xem thế nào nhá. Nào, bạn khủng long cổ dài ăn thử xem thế nào. À, bạn khủng long cổ dài ăn rồi. Như bạn khủng long cổ dài bảo là cay lắm các bạn ạ. Mình cũng cho khủng long T-Rex của mình ăn thử xem nhá. Nhưng mà khủng long T-Rex bảo cay lắm, không ăn đâu. Thôi hôm nay mình cho các bạn đi chơi thế thôi, để về nhá, để tuần sau mình lại cho các bạn đi chơi tiếp. Các bạn rất thích luôn. Thôi chào các bạn. Tuần sau mình lại chơi tiếp nhá. Bye bye các bạn.